Chị xin lỗi nha, nãy chị hơi nóng tính chút xíu, em kiếm đúng địa chỉ rồi đó. Trời em kiếm quá trời, mới ra nhà chị luôn á. Hồi nãy con kiếm lộn qua nhà cô gì, cô Hạnh Phúc gì ở gần đây nữa nè. Mà công nhận nhà chị to ghê luôn á nha. Nhà này em thuê mình ở đâu hết, nhiều khi em kéo nguyên gia đình dòng họ em đi ở không hết nữa. Nghĩ sao thuê một mình nhỉ? Nhà lớn vậy chị chia từng phòng ra cho mấy đứa sinh viên như tụi em ở. 2 triệu một tháng, em kiếm hết cái Sài Gòn này cũng không có giá đó đâu. Anh thấy 2 triệu cũng rẻ nha. Mà em đọc trên mạng á, người ta kêu lên trên Sài Gòn mà thuê nhà vừa đẹp vừa rẻ cũng má nhỏ này ma có gì. Ba má chị cho chị mấy căn nhà lận, ở một mình không có hết, chia phòng cho tụi em ở chứ ma có gì đây. Nói bậy bạ không à. Làm gì đi ghê vậy Tú? Chị hình như em bị ma nhập hay sao á chị. Đêm qua đến giờ em ngủ không được luôn, em thức tới sáng coi phim luôn á chị. Dẫn con bé lên phòng trống mà chị chuẩn bị rồi, đi lên đi, thành viên mới nhà mình á. Mà nhìn gì, lên tôi dẫn đi coi phòng. Lẹ thằng này làm gì em không sao đâu. Chị có chắc là không có ma không vậy? Không sao đâu, đi lên đây, nó giỡn á. Có đi không? Cái gì? Đã nói là đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa mà. Bây giờ anh cho em 30 giây để ra gặp anh. Còn nếu không á thì... Hả? Chưa nói xong mà nhỏ này dám cúp máy trời. Nè, anh chưa nói xong với em mà em cúp máy hả? Ít ra thì em phải nghe anh nói chứ. Hồi nãy anh nói chuyện sóc dài vậy? Thôi xin lỗi, mốt không dám vậy nữa. Thôi cho anh xin lỗi đi, đừng giận anh nữa mà. Thôi giờ em tha lỗi cho anh đi, giờ em muốn sao cũng được hết, gì cũng ok hết. Thiệt không? Được rồi. Sao ra không nói gì vậy? Louis Vuitton mới ra bộ sưu tập mới. Không mấy mình giận lại được. Được thôi. Sao chậm chạp quá vậy? Đi lẹ lên coi. Đó, thích không? Nhìn gì nhìn dữ vậy? Không phải cứ nhà đẹp là phòng cũng đẹp ha. Trộm! Má đâu? Má cái gì? Cái gì? Trộm cái gì mà đau lên vậy? Má đâu cái gì? Má 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 gì đó? Ma quỷ gì ở đây? Làm gì có ma nào xinh như này không? Ôi trời ơi, đêm hôm mà con hú hết gì trong bóng tối à? Mấy người chơi ma sói đúng không? Sao không rủ? Ủa? Trời ơi, bỏ ra đi ghê quá. Thôi mà xí, mọi người cho em nói được không?
hồi nãy là em thấy cái bóng trắng trắng ở đây thiệt, xong nó còn sáng lên, hai con mắt nó đen thui à, nhìn nó xấu xấu mà ghê ghê nữa. Chị, hồi nãy em gặp ăn trộm á, mặc áo trắng, tóc ngắn ngắn mà xấu xấu lùn lùn như kim cắt cọc kia đó. Nãy giờ hả, xuống đây mở wifi học bài mà cũng yên nữa, ma cỏ gì đây? Hai đứa bay rảnh chuyện quá à, biết mấy giờ rồi không? Để mọi người ngủ chứ. Làm lên. Trời ơi, có vậy thôi hả? Trời, nhắm bữa sau sợ ma thì bật đèn đi giùm cái. Được bữa ngủ ngon. Quạo quá. Để em kiếm công tắc hoài em không có thấy. Để học bài mà. Thôi, bé nó mới lên không biết. Lên ngủ hết đi mấy đứa. Nói chị rồi, tỷ nhiêu đây đủ rồi, tỷ theo làm gì không biết nữa. Tuyển thôi, nhà chị lâu lâu xanh hả? Thấy sao cái tăng tiền mày? Đi ngủ đi. Chị. Học bài không mềm.